Xin chào tất cả bạn Bino của Bino Vọt. Thì Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui cho các bạn nha. Thì ông Nicolas đang giải quyết cái vấn đề mà KEC bị treo đơn một vài tháng hoặc là cả năm luôn, hoặc là 6-7 tháng nha các bạn. Về những cái đơn mà người ta đã kháng nghị đổi tên nhiều lần á, thì cái đơn KEC bị treo miết không được duyệt á, thì hôm nay vấn đề đó ông Nicolas đang giải quyết nha các bạn. Thì các bạn kích tia sét hàng ngày á, thì nó sẽ hiện lên như thế này. Thì các bạn đừng có bấm đi mít nha, các bạn bấm allow nha các bạn. Đó, bấm allow vào á thì nó sẽ vào như thế này đó, rồi nó vào bên trong á, thì một lát nữa thì các bạn ok rồi thì các bạn cứ thoát ra thôi. Đó, thoát ra thì nó sẽ hiện về cái bên là người kiểm duyệt nha các bạn. Ví dụ như là Thành là làm người xác thực kiểm duyệt đây đó, thì nó sẽ hiện về bên Thành như thế này đó. Thì có nghĩa là nó cái dòng tiếng Anh như thế này nè đó, về có và không. Thì cái những người kiểm duyệt nếu mà muốn duyệt cái đơn mà người ta mới về gửi cho các bạn á và có duyệt hay không, các bạn cứ bấm có thì cái đơn kia nó sẽ màu xanh như thế này nha các bạn. Đó là ok, là không có bị treo nữa, là một sáu sẽ xanh luôn nha các bạn. Có những người làm tới một năm KEC nó treo miết cả năm luôn, không có được màu xanh đó, nó cứ treo hoài màu tím hoài nha các bạn. Thì chủ yếu là cái người kiểm duyệt thôi nha các bạn. Đó, người kiểm duyệt cứ bấm vào có ok là được, chứ còn nếu mà bấm xịt bên không đây là coi như đơn của bạn cũng bị treo luôn vĩnh viễn nha các bạn. Đó thì Thành có dịch cái dòng tiếng Anh nó ra như thế này nha. Đây nha các bạn, cái dòng tiếng Anh nó là như thế này: trong quá trình KEC tên tên được liên kết với tài khoản của bạn không khớp nè, đó cho nên nó bị treo nha các bạn. Với tên được cung cấp trên cấp trên, có nghĩa là tên trong tài khoản và tên trên giấy tờ nó không có khớp nè. Đó, khiếu nại tên nè, thì những người mà khiếu nại là nó cũng bị treo miết á, mà cũng khiếu nại lâu nay rồi thì nó có hiện về màn hình như thế này. Thay đổi tên được gửi trong ứng dụng khai thác hoặc KEC, giấy tờ nhận dạng bạn để cung cấp để xác thực danh tính của mình cần xác minh thêm để xử lý yêu cầu KEC của bạn. Để làm như vậy, bạn sẽ cần cung cấp cho mạng Bi sự đồng ý sau: chúng tôi thu thập về hiển thị thông tin tài khoản về thông tin cá nhân, bao gồm tên nè, tên đệm nếu có nè, và họ, nhằm mục đích xác minh danh tính về xác thực tên như một phần của quy trình nếu quy trình khiếu nại. Nếu sự giống giống nhau của tên và tài khoản này, thông tin dữ liệu cá nhân được mạng Bi thu thập về sử dụng để xác minh danh tính của người tiên phong, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định về để thực thực thi chính sách của mạng Bi rằng chỉ con người thật mới có thể nhận được Bi, là một phần của quy trình này để xác minh danh tính của người tiên phong yêu cầu thay đổi tên trên tài khoản của họ. Dữ liệu xác thực tên bao gồm tên nè, tên đệm về họ của bạn sẽ được chia sẻ với con người. Đó, cái phần của Thành dịch ra là cái phần từ tiếng Anh này nè. Đó, thì các bạn cứ bấm vào allow. Đó, thì vào đây thì nó như thế này, nó long lát, rồi các bạn cứ thoát ra thì rồi nó chỉ sẽ chuyển đến cho cái người kiểm duyệt. Người kiểm duyệt bấm ok có là được nha. Nên các bạn cố gắng bấm có nha, đừng có bấm không nha các bạn. Các bạn hiểu, hãy hiểu rõ như vậy, chứ các bạn bấm kho không là rất nhiều người bị treo luôn vĩnh viễn nha. Thì sau khi xong là nó ra màu xanh nha các bạn. Rồi khi đã màu xanh rồi, các bạn làm 17 thì chỉ đợi ông Nicolas ông trẻ Bi về ví thôi. Đó, các bạn thấy chia sẻ của Thành hay cho Thành một like đăng ký kênh nha.